Cổ nhân dạy, người nào cất giữ 6 thứ này, trời bác phải giàu, hậu vận rất sớm. Chào mừng quý khán thính giả đã đến với chuyên mục Lời dạy cổ nhân trên kênh Lắng Động Radio. Quý vị thân mến, đôi khi sự sung túc và may mắn không phải đến từ những gì bạn kiếm được, mà từ những gì bạn biết trân trọng và gìn giữ. Vì điều gì sẽ xảy ra nếu bạn biết cách giữ 6 thứ quý giá mà trời ban cho? Liệu đó có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa giàu sang, phú quý mà bạn luôn mong đợi? Trong video ngày hôm nay, bạn hãy cùng khám phá 6 kho báu mà chỉ cần nắm giữ trong tay, trời sẽ bắt bạn phải giàu và hậu vận chắc chắn vô cùng viên mãn. Thứ nhất, giữ chữ tín. Có câu nói, lời hứa một lần, giữ vẹn cả đời. Con người sống trên đời, thứ quý giá hơn cả tiền bạc chính là chữ tín. Chữ tín tựa như ngọn đèn soi sáng cho con đường ta bước đi. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, người có chữ tín sẽ luôn được tôn trọng và yêu quý. Thế nhưng, không ít người lại vì hoàn cảnh khó khăn mà quên đi đạo lý làm người, chọn cách nợ nần mà không trả. Liệu điều đó có thật sự hợp tình hợp lý hay không? Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ nọ, có một người nông dân tên Trương. Gia đình ông vốn chẳng khá giả gì, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cũng chỉ đủ ăn đủ mặc. Một ngày nọ, vợ ông mắc bệnh nặng, cần số tiền lớn để chữa trị, nhưng trong nhà chẳng có đồng nào. Bất đắc dĩ, ông Trương phải đi vay mượn từ bạn bè, hàng xóm. Lúc ấy ai nấy đều thương cảm mà sẵn lòng giúp đỡ, không một ai tính toán thiệt hơn. Nhờ số tiền vay ấy, vợ ông Trương đã qua khỏi cơn bạo bệnh, gia đình ông dần ổn định trở lại. Nhưng rồi, ông lại mắc thêm thói quen tiêu pha hoang phí, không còn siêng năng làm lụng như trước. Những khoản nợ vay chữa bệnh từ lâu vẫn chưa trả, ông mặc nhiên nghĩ rằng bạn bè và hàng xóm sẽ không thúc ép mình vì hoàn cảnh khó khăn. Có lần gặp mặt, ông còn cười xòa: tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, khi nào có tôi sẽ trả. Mọi người ban đầu đều thông cảm, nhưng thời gian dần trôi, họ bắt đầu mất lòng tin. Có người rời đi, không còn muốn gặp gỡ ông nữa. Có người nghe nhắc đến tên ông liền cau mày. Người như thế thật không đáng tin. Ngay cả khi vợ chồng ông trở lại với cuộc sống ổn định, không một ai còn muốn giúp đỡ, bởi lòng tin đã vỡ nát, không gì hàn gắn được. Một ngày mùa đông, khi ngọn gió lạnh buốt thổi qua làng, ông Trường gõ cửa nhà người bạn thân năm xưa, người đã cho ông vay một khoản tiền lớn nhất để cứu mạng vợ mình. Ông đem theo gói quà nhỏ, khẩn khoản xin thêm một chút tiền để sửa mái nhà dột nát. Người bạn ấy khẽ nhìn ông rồi lắc đầu. Trường à, không phải tôi không giúp cậu, chỉ là khi cậu quên đi việc trả nợ, cậu cũng đã quên đi chữ tín của chính mình. Tôi không muốn chúng ta lại phải chịu cảnh mất lòng tin thêm lần nữa. Lời nói ấy khiến ông Trương lặng người. Ông nhận ra rằng, suốt bao năm qua, thứ ông đánh mất không chỉ là tình cảm bạn bè, mà còn là sự liêm chính trong con người mình. Chữ tín một khi đã mất đi, sẽ khó lòng lấy lại. Và số nợ về lòng tin ấy còn nặng nề hơn bất cứ món nợ tiền bạc nào. Từ ngày ấy, ông Trương quyết tâm trả hết những món nợ cũ, dù phải bán đi mảnh ruộng cuối cùng. Bởi ông hiểu rằng, dù nghèo đến đâu, cũng không thể để mình trở thành kẻ thất tín. Người khác giúp đỡ ta khi khó khăn không phải để đổi lấy sự vô ơn hay một lời hứa hẹn hão huyền, mà là để ta có thêm nghị lực vượt qua khó khăn và sống sao cho xứng đáng với sự tin tưởng ấy. Bạn có thấy điều đó đúng không? Nếu có, hãy bình luận số 3 quý vị nhé. Vậy nên khi làm việc gì đó, hãy tự hỏi bản thân rằng, liệu có đáng không khi vì một lần thất tín, ta đánh mất đi sự tôn trọng và tin tưởng của cả một đời người. Chữ tín không chỉ là lời hứa, mà còn là nhân cách, đạo đức và danh dự của chính chúng ta. Vậy nên dù khó khăn đến đâu, đừng bao giờ để lòng tin của người khác trở thành món nợ không thể trả được. Thứ hai, giữ sự khiêm tốn. Khi có tiền trong tay, liệu bạn có bao giờ tự hỏi tài sản ấy sẽ mang lại cho mình điều gì sâu sắc hơn ngoài sự sung túc và thoải mái? Người đời thường nghĩ rằng chỉ cần giàu có, họ sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn. Thế nhưng, khi chi tiêu một cách phung phí, không biết tiết chế, họ chẳng khác nào đang đốt dần sự bình yên của chính mình. Không kiểm soát được ham muốn vật chất,
chi tiền vô tội vạ để thỏa mãn bản thân. Có khác gì kẻ điên loạn chạy theo cái bóng của tham vọng vô tận, cuối cùng chỉ để lại sự trống rỗng trong tâm hồn và gánh nặng nợ nần mà chẳng hề hay biết. Đáng sợ hơn, họ còn có thể vì sự vô trương, khoe mẽ mà gieo thêm mầm móng nghiệp chướng, những hành động vô tình hay cố ý khiến người khác tổn thương, ganh ghét, đố kỵ. Tiền bạc, xét cho cùng, chỉ là phương tiện, không phải là cứu cánh cuối cùng của cuộc sống. Điều quan trọng là bạn có biết sử dụng nó để làm phong phú thêm phúc đức của bản thân và tạo ra những giá trị thực sự cho đời hay không. Nếu như có điều kiện, thay vì chỉ mãi mê tích trữ cho riêng mình, hãy biết san sẻ, đem tài sản ấy làm điều thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và nâng đỡ người khác vươn lên. Không chỉ là trao đi vật chất, mà hãy biết truyền đạt kinh nghiệm, chia sẻ kỹ năng, dẫn lối cho người khác tìm thấy con đường phát triển của chính mình. Đó mới là cách sử dụng tiền bạc một cách khôn ngoan và ý nghĩa. Bạn có thấy đúng không? Nếu có, hãy bình luận số 8 nha. Cần hiểu rằng, cuộc sống này không phải là một cuộc đua tài sản để so kè xem ai giàu hơn, ai quyền thế hơn, mà là một hành trình tích lũy phúc báo, trao đi giá trị để thấy tâm hồn mình trở nên thanh thản. Một người có trí tuệ sẽ hiểu rằng, dù có tiền tài nhiều đến đâu, nếu sống ích kỷ, chỉ biết vung vén cho bản thân, thì cái giàu ấy chẳng khác nào ngọn đèn leo lét giữa đêm đen. Sáng rực đấy, nhưng lạnh lẽo và cô độc vô cùng. Ngược lại, nếu biết buông bỏ sự tham lam và đố kỵ, dùng tiền của để xây dựng mối nhân duyên tốt đẹp, giúp người khác vươn lên, thì cuộc sống sẽ tràn ngập phúc lành. May mắn tựa dòng suối trong lành, chảy mãi không ngừng. Những người thành công và được kính trọng không phải là người có thật nhiều của cải, mà là người biết cách sử dụng tiền bạc sao cho xứng đáng. Họ không để tài sản làm chủ, không vì muốn thể hiện mà đánh mất bản chất lương thiện và sự bình yên nội tâm. Họ hiểu rằng việc kiểm soát chi tiêu và sử dụng tiền một cách thông minh không chỉ giúp họ giữ được sự ổn định trong cuộc sống, mà còn để lại một tấm gương sáng cho con cháu. Bằng cách chia sẻ tài phú của mình, họ đã gieo hạt giống nhân ái vào lòng người, tạo nên những mối quan hệ bền vững và mở ra con đường dẫn đến sự hạnh phúc lâu dài. Như vậy, tiền không chỉ là phương tiện để sống, mà còn trở thành công cụ để tạo nên phước lành, xây dựng phúc báo cho bản thân và thế hệ mai sau. Để rồi, đến một lúc nào đó, khi nhìn lại, bạn sẽ thấy cuộc đời mình không chỉ được đánh dấu bằng con số tài sản, mà là những việc làm ý nghĩa, những mối duyên lành đã trao đi. Phải chăng, đó mới thực sự là sự giàu có lớn nhất mà tiền bạc có thể mang lại cho con người. Thứ ba, giữ những mối quan hệ tốt. Bạn có từng nghĩ rằng, một người thông minh sẽ biết cách giữ gìn và trân trọng những mối quan hệ tốt đẹp xung quanh mình? Thêm một người bạn không chỉ là thêm một mối liên hệ, mà là thêm một người lữ hành đồng hành cùng ta trên chặng đường cuộc đời. Nơi mọi khó khăn đều có thể nhẹ nhàng vượt qua khi có sự tương trợ, sẻ chia. Cổ nhân từng dạy, dù mệt mỏi, buồn phiền đến đâu, cũng không được làm tổn thương bạn bè. Câu chuyện về Trương Hạo và người bạn thân từ thuở thiếu thời đã để lại cho tôi nhiều suy ngẫm. Trương Hạo là một chàng trai trẻ thông minh, tài giỏi, nhưng vì khao khát thành công, anh lao vào công việc mà dần dần đánh mất thời gian cho những người bạn của mình. Anh và bạn thân là Minh luôn kề vai sát cánh trong những thời điểm khó khăn nhất. Thậm chí, mình từng không ngần ngại bán chiếc xe duy nhất của mình để giúp Trương vượt qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Nhưng khi Trương thành công, anh lại vùi mình vào công việc, bắt đầu xa cách, ít liên lạc với mình hơn. Lần duy nhất Minh đến nhờ sự giúp đỡ của Trương để giải quyết một khó khăn trong công việc, Trương đã từ chối với lý do quá bận. Mình không trách, nhưng dần dần tình bạn giữa họ phai nhạt. Một ngày nọ, khi Trương phải đối mặt với khủng hoảng lần thứ hai trong cuộc đời, anh phát hiện ra mình đã cô đơn đến nhường nào. Những người đồng nghiệp chỉ coi trọng lợi ích, những mối quan hệ công việc lướt qua như gió thoảng. Lúc ấy, anh mới nhớ đến mình. Trường gọi điện cho Minh, giọng anh nghẹn ngào như một đứa trẻ lạc lối. Không ngờ, đầu dây bên kia, Minh vẫn nhẹ nhàng nói: dù cậu không cần mình vẫn luôn ở đây. Bạn bè không phải để tính toán ai cho ai nhiều hơn, mà là để tương trợ và giúp nhau tốt lên. Chỉ tiếc rằng cậu đã quên mất điều ấy. Lời nói của Minh như một gáo nước lạnh
khiến Trương thức tỉnh. Anh nhận ra rằng những mối quan hệ chân thành không tự nhiên mà có. Chúng được xây dựng bằng sự thấu hiểu, lòng bao dung và tinh thần giúp đỡ lẫn nhau. Một lần đánh mất sẽ không dễ dàng tìm lại. Nhưng may mắn cho Trương, người bạn ấy vẫn rộng lòng bao dung. Ngẫm lại, khi chúng ta gặp khó khăn mà trút lên đầu bạn bè, đổ lỗi hay trông đợi họ gánh chịu cùng mình, liệu có phải đã vô tình kéo họ xuống vũng lầy mà ta đang mắc kẹt? Nếu như vậy, đó không chỉ là bất nhân mà còn trái với đạo đức làm người. Người xưa đã nói, người biết cho đi sẽ không bao giờ cô đơn. Người sống rộng lượng, sẵn lòng giúp đỡ, thì xung quanh họ sẽ luôn có những người sẵn sàng nâng đỡ. Một người bạn hiểu chuyện là một người biết lắng nghe, không đòi hỏi, không trách móc, chỉ mong bạn mình ngày càng tốt hơn. Vậy trong cuộc sống bận rộn này, khi đã từng vì thành công mà bỏ quên bạn bè, có ai trong chúng ta từng tự hỏi rằng, liệu ta có đang thực sự trân trọng những người bạn tốt xung quanh mình không? Thứ tư, giữ sự tôn trọng người khác. Đừng viện lý do trong mọi việc chỉ vì bạn có tài năng, như thể những gì bạn nói và làm đều đúng. Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi liệu sự tài giỏi ấy có khiến bạn thực sự vượt trội hơn người khác, hay chỉ là cái vỏ bọc che giấu sự thiếu hụt trong nội tâm mình? Hãy nhớ rằng tài năng chỉ là một phần, còn sự khiêm nhường và tinh thần tự nhìn nhận lại bản thân mình mới chính là cốt lõi để ta vững vàng trên hành trình phát triển. Có những người vì cảm thấy bản thân vượt trội nên họ không ngừng đem năng lực của mình ra để đè bẹp người khác. Mỗi khi có ai đó đưa ra ý kiến trái chiều, họ lại viện đủ lý do để chứng minh rằng người kia sai. Họ có thể giỏi thật đấy, nhưng đó có phải là cái giỏi giúp họ trở thành người có bản lĩnh và thực lực hay không? Hay chỉ là tài năng nhất thời, thiếu chiều sâu và sự tĩnh lặng trong suy nghĩ? Một người không biết kiềm chế sự kiêu ngạo thì dẫu có tài năng đến đâu cũng dễ trở thành kẻ phóng túng, tự cao tự đại. Khi bạn cho rằng mình đúng, bạn sẽ không nhìn thấy những lỗ hổng, những thiếu sót trong suy nghĩ và hành động của chính mình. Những điều đó như ngọn cỏ dại, lặng lẽ một rễ, bám chặt vào gốc rễ sự tự tin của bạn, khiến bạn dần xa rời lý tưởng ban đầu. Có thể bạn sẽ không nhận ra những sai lầm ấy trong hôm nay, nhưng rồi một ngày, chúng sẽ chặn đứng bước tiến của bạn trên con đường trưởng thành. Vậy nên, mỗi khi cảm thấy mình muốn thể hiện tài năng trước người khác, hãy tự hỏi bản thân, mình đang cố gắng chứng minh điều gì? Mình có thực sự hơn họ hay không? Hay chỉ là đang phô trương cái tôi để lấp đi nỗi sợ bị so sánh? Câu hỏi này không phải để bạn kìm hãm sự phát triển của bản thân, mà để bạn nhận ra rằng đôi khi tài năng thực sự không nằm ở khả năng giải quyết vấn đề hay đưa ra ý tưởng xuất sắc, mà chính ở việc biết tôn trọng và lắng nghe người khác. Chỉ khi bạn đủ bao dung, đủ tỉnh táo để tự soi xét lại mình, bạn mới nhận thấy rằng sự kiêu ngạo chỉ khiến bạn cô độc và lạc lối trong chính thế giới mà mình tạo ra. Bạn có tin điều đó không? Nếu có, hãy bình luận số 8 nhé. Một người khôn ngoan không cần phải lên tiếng chứng minh mình hơn người. Thay vào đó, họ lặng lẽ dùng hành động để khiến người khác tâm phục khẩu phục. Sự khiêm nhường chính là sức mạnh thầm lặng giúp họ ngày càng tiến bộ mà không ngừng nghỉ, như dòng suối nhỏ kiên trì chảy xuyên qua mọi tảng đá lớn để tạo nên con sông hùng vĩ. Họ không để sự tự cao làm mờ đi khả năng lắng nghe và học hỏi. Vì chỉ khi lắng nghe, ta mới có thể nhìn thấy thế giới của người khác và nhận ra những giới hạn trong tầm nhìn của chính mình. Cuối cùng, đừng lấy tài năng làm chiếc khiên để che giấu những khuyết điểm của bản thân. Nếu chỉ vì giỏi giang mà không ngừng đổ lỗi, không ngừng phủ định người khác, bạn sẽ không thể thoát khỏi cái bóng của chính mình. Hãy học cách tự kiểm điểm, học cách chấp nhận những lời khuyên chân thành từ người xung quanh. Bởi vì con người không ai hoàn hảo, chỉ có người không ngừng cải thiện, không ngừng tự nhìn lại mới là người thực sự tiến bộ và vươn đến những tầm cao mới. Thứ năm, giữ ý chí. Lắng động radio để ý thấy rằng nhiều người có những lúc sống trong một trạng thái bức bối, không tìm được lối ra, không tìm thấy ánh sáng dẫn đường. Từ đó họ dần trở nên khép mình lại, thu hẹp tầm nhìn của bản thân và nảy sinh tâm lý oán hận, trách móc cuộc đời, trách cứ cả những người thân cận nhất. Họ quên mất rằng
gia đình chính là nơi duy nhất trên thế gian này luôn dang rộng vòng tay yêu thương mình vô điều kiện. Và mỗi khi gặp phải chuyện không như ý, những cơn giận dữ bùng nổ, người ta lại dễ dàng trút hết tất cả những nỗi bất mãn lên gia đình. Nhưng tại sao khi không tìm thấy lối thoát, họ lại đổ lỗi cho những người thân yêu nhất, thay vì tự trách mình chưa đủ kiên cường và thấu suốt? Có câu chuyện kể rằng, một người đàn ông trung niên, trong suốt nhiều năm dài, cuộc đời anh chỉ là những chuỗi ngày bế tắc. Công việc của anh mãi không thuận lợi, thăng tiến chẳng thấy đâu, còn bị đồng nghiệp chèn ép đủ điều. Về đến nhà, bất cứ chuyện nhỏ nhặt gì cũng làm anh nổi nóng với vợ con. Đứa con trai nhỏ của anh, mỗi khi thấy bố trở về nhà, đều co ro một góc, mắt ngấn nước vì sợ bố lại nổi cơn giận mà mắng mỏ, quát tháo vô cớ. Có một lần, sau một ngày làm việc đầy căng thẳng, người đàn ông ấy bước vào nhà, vừa nhìn thấy bữa cơm nguội lạnh đặt trên bàn. Anh lập tức tức giận, đập bàn mắng vợ. Cô không làm gì ra hồn được sao? Đến cơm nước cũng không lo nổi. Tôi mệt mỏi cả ngày trời về nhà, còn phải ăn cơm nguội như thế này à? Người vợ đứng im lặng, không nói một lời. Đứa con trai nhỏ cũng lặng lẽ đứng nép mình sau cánh cửa. Bỗng dưng, người đàn ông ấy chợt giật mình, nhìn lại mình trong gương. Anh bỗng nhận ra, người mà anh đang đối xử tệ bạc nhất chính là những người đã yêu thương và hy sinh nhiều nhất cho anh. Bởi vì mãi mê oán trách cuộc đời, anh đã quên mất rằng vợ anh cũng đang phải gồng gánh chăm sóc gia đình, đối diện với vô số khó khăn. Đứa con trai bé bỏng của anh cũng đang lớn lên trong một môi trường căng thẳng, đầy những lời la mắng, hằn học. Tối hôm ấy, người đàn ông quyết định ngồi lại bên mâm cơm, từ tốn cầm đũa lên. Anh nhìn vợ và con trai bằng ánh mắt dịu dàng rồi nói: "Xin lỗi, là do bố đã cư xử không đúng. Công việc ngoài kia không thuận lợi, nhưng đó là lỗi của bố, không phải lỗi của hai mẹ con." Đứa con trai ngước mắt nhìn bố, nụ cười lần đầu hiện lên sau bao ngày im lặng. Từ hôm đó, người đàn ông quyết tâm thay đổi. Anh học cách đối diện với khó khăn, thẳng thắn nhìn nhận sự yếu kém của bản thân mà không đổ lỗi cho bất kỳ ai khác. Mỗi lần có chuyện không như ý xảy ra, thay vì bực bội với gia đình, anh lại tự nhắc nhở mình: gia đình là chốn yêu thương, là nơi mình phải giữ gìn và bảo vệ. Có lẽ đôi khi trong cuộc sống này, khi cảm thấy bản thân uất ức và bế tắc, liệu có phải chúng ta đang thiếu đi sự kiên nhẫn để quay đầu nhìn lại chính mình hay không? Thay vì tìm cách đổ lỗi, liệu có phải chúng ta nên học cách bao dung hơn với những người yêu thương mình nhất? Thứ sáu, giữ liêm sĩ. Trong cuộc sống, chúng ta thường phải đối diện với những gian khổ và thử thách. Nhiều người trong số chúng ta, khi đứng trước những khó khăn, có thể dễ dàng đánh mất đi giá trị cốt lõi của bản thân, trong đó có liêm sĩ. Nhưng câu hỏi mà tôi tự đặt ra là, liệu có điều gì quý giá hơn sự tự trọng của chính mình? Câu chuyện về ông Lâm, một người đàn ông làm nghề bốc vác ở một cảng biển nhỏ, đã để lại cho tôi nhiều suy ngẫm. Ông Lâm là một người luôn làm việc chăm chỉ, và dù cuộc sống vất vả đến đâu, ông chưa bao giờ từ bỏ niềm tin vào bản thân. Hằng ngày, ông vác những bao hàng nặng nề trên vai, mồ hôi ướt đẫm áo. Thế nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là cách ông luôn giữ vững sự tự trọng của mình. Một lần, có một vị khách hàng đến cảng với một thái độ kiêu ngạo, luôn coi thường những người lao động như ông Lâm. Khi thấy ông, vị khách đó đã quát tháo và châm biếm rằng những người như ông không bao giờ có thể trở thành người thành đạt. Thay vì phản ứng gay gắt, ông Lâm chỉ lặng lẽ mỉm cười và tiếp tục công việc của mình. Ông hiểu rằng sự đánh giá của người khác không thể quyết định giá trị của bản thân mình. Khi tôi hỏi ông tại sao ông lại có thể giữ được bình tĩnh trong hoàn cảnh như vậy, ông đáp: cuộc đời này không phải ai cũng sẽ hiểu và trân trọng những gì ta làm. Nhưng tôi biết rõ bản thân mình là ai và tôi đang làm gì. Liêm sĩ của tôi không phải là điều có thể bị đánh mất vì một lời nói hay một cái nhìn khinh miệt. Lời nói của ông Lâm đã chạm đến trái tim tôi. Ông không chỉ là một người lao động bình thường, mà còn là hình mẫu của sự kiên cường và tự trọng. Dù cho hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, ông vẫn giữ vững giá trị của mình, không để cho bất kỳ ai hay điều gì có thể làm lung lay lòng tự tôn của bản thân. Thật vậy, liêm sĩ là một trong những tài sản quý giá nhất mà mỗi người có thể sở hữu. Nó không chỉ là sự tự trọng,
mà còn là lòng tự tôn và niềm tin vào bản thân. Khi chúng ta giữ được liêm sĩ, chúng ta sẽ luôn có khả năng đứng vững trước sóng gió của cuộc đời. Dù có trải qua bao nhiêu gian khổ, thì điều quan trọng nhất vẫn là giữ vững sự tự trọng của mình. Câu chuyện của ông Lâm đã nhắc nhở tôi rằng, trong những lúc khó khăn nhất, chúng ta cần phải tự tin và kiên định với giá trị của bản thân. Bởi đó mới chính là điều làm nên sự khác biệt trong cuộc sống. Quý vị thân mến, đó là 4 điều cổ nhân luôn dạy ta phải giữ vững, đừng bao giờ lung lay hoặc từ bỏ nó. Có như vậy phúc khí mới ngày càng nhiều. Có thể thấy rằng, dù làm gì đi nữa, chúng ta không thể sống thiếu đi sự lương thiện. Cổ nhân luôn dạy, người có tâm thiện dẫn đến thành công. 1. Thiết lập mối quan hệ tốt với mọi người. Những người tốt bụng luôn sẵn lòng giang tay giúp đỡ và chăm sóc mọi người xung quanh, từ những hành động nhỏ nhặt đến những việc lớn lao hơn. Sự tử tế và thấu hiểu của họ dễ dàng chiếm được lòng tin cũng như sự kính trọng từ người khác. Trong xã hội hiện đại, ai mà không muốn có một người bạn như thế? Người sẵn sàng lắng nghe, đồng cảm và chia sẻ không chỉ niềm vui mà cả những nỗi buồn, khó khăn. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy ấm áp và dễ chịu. Nhưng liệu họ có nhận được sự đền đáp xứng đáng từ những điều họ trao đi hay không? Câu hỏi này thật sự khiến ta phải dừng lại một nhịp, trầm ngâm suy nghĩ về giá trị của sự tử tế trong một xã hội đầy toan tính và bon chen. Chúng ta thường nghe nói, gieo nhân nào gặp quả nấy. Nhưng liệu những người tốt bụng ấy có thực sự được hưởng một quả ngọt? Hay đôi khi, lòng tốt lại biến họ trở thành đối tượng bị lợi dụng? Sự thật là, những người có trái tim nhân hậu và tính cách bao dung thường không màng đến chuyện được hay mất, cho đi mà không cần nhận lại. Nhưng dẫu vậy, xã hội cũng tự nhiên dành cho họ một sự tôn trọng nhất định, một thứ quý giá không thể đo đếm bằng vật chất. Chính vì sự chân thành ấy mà những người tốt bụng rất được yêu quý và nổi bật trong các tình huống giao tiếp xã hội. Họ mang đến cho người khác cảm giác an toàn, yên tâm và tin tưởng. Ai cũng muốn gần gũi với một người biết suy nghĩ cho lợi ích chung, biết đặt mình vào vị trí của người khác để cảm nhận và sẻ chia. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, khi phải đối diện với những khó khăn hay thử thách, liệu những mối quan hệ ấy có thực sự là điểm tựa vững chắc để họ nương tựa? Liệu có ai đó sẵn lòng quay lại giúp đỡ họ một cách chân thành, như cách mà họ đã giúp đỡ người khác? Đặt câu hỏi như vậy không phải để làm mất đi niềm tin vào sự tử tế, mà để chúng ta suy nghĩ sâu hơn về những điều họ xứng đáng nhận được. Bởi lẽ, những mối quan hệ tốt đẹp có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Không chỉ là nền tảng để phát triển sự nghiệp hay mang lại cảm giác an toàn, mà còn là nguồn động lực vô giá để người tốt tiếp tục lan tỏa yêu thương. Hãy nghĩ mà xem, nếu xung quanh ta toàn những người biết trân trọng, quan tâm lẫn nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn, chắc chắn cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa và đáng sống hơn biết bao. Bạn có thấy như vậy không? Nếu có, hãy bình luận số 6 nha. Vậy, làm thế nào để chúng ta có thể tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và bền vững? Liệu đó có phải là việc chọn lựa những người bạn thật sự đáng tin cậy, hay việc duy trì sự kiên nhẫn, không bỏ cuộc khi phải đối mặt với thử thách? Câu trả lời có lẽ không nằm ở đâu xa, mà ngay trong chính cách chúng ta cư xử và đáp lại lòng tốt của người khác. Hãy tự hỏi bản thân mình, khi ta gặp một người tốt bụng, liệu ta có biết trân trọng và đền đáp lại những gì họ đã làm, hay chỉ lặng lẽ tiếp nhận và bỏ qua không lời cảm ơn? Chính cách chúng ta hành xử sẽ quyết định giá trị của mối quan hệ đó, cũng như giúp duy trì sự cân bằng giữa cho đi và nhận lại trong cuộc sống. 2. Duy trì sự bình yên và tĩnh lặng bên trong nội tâm. Người có tấm lòng nhân hậu không dễ bị lay chuyển bởi những xáo trộn và cám dỗ bên ngoài, mà họ còn biết cách giữ cho tinh thần mình luôn minh mẫn và cảm xúc ổn định. Trong một lần, khi chứng kiến một người hàng xóm đang vật lộn với khó khăn, họ đã không ngần ngại ra tay giúp đỡ. Họ hiểu rằng sự bình yên nội tâm không chỉ giúp bản thân vượt qua bão tố, mà còn là nguồn động lực cho những người xung quanh. Vào những lúc khó khăn, chính sự bình yên trong lòng sẽ là ánh sáng dẫn lối cho họ đi qua bóng tối. Sự bình yên này không đến từ việc trốn chạy thực tại hay né tránh những khó khăn, mà từ sự chấp nhận bản thân và những gì đang xảy ra xung quanh.
Người ấy tự hỏi, liệu lòng nhân hậu có phải là chìa khóa giúp ta vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống? Câu hỏi này không chỉ đơn thuần là một thắc mắc, mà còn mở ra một hành trình khám phá bản thân. Họ dần nhận ra rằng, sự nhân hậu không chỉ là một phẩm chất, mà còn là một cách sống, một cách để đối diện với những cơn sóng dữ của cuộc đời. Khi giúp đỡ người khác, họ không chỉ làm vơi đi gánh nặng cho người đang gặp khó khăn, mà còn làm phong phú thêm cho chính tâm hồn mình. Thử thách mà người hàng xóm đối mặt chính là cơ hội để họ thể hiện tấm lòng của mình. Và qua đó, họ cũng học được cách trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Đó là những khoảnh khắc yên bình dưới dòng đời hối hả, là những giây phút mà họ nhận ra rằng, dù cuộc sống có ra sao, họ vẫn có thể tìm thấy niềm vui và sự bình yên trong tâm hồn. Khi đối diện với thử thách, lòng nhân hậu chính là sức mạnh giúp họ đứng vững. Những lúc ấy họ không chỉ nghĩ đến bản thân mà còn mở lòng với những nỗi đau của người khác. Họ học cách lắng nghe, cảm thông và chia sẻ. Họ biết rằng mỗi người đều mang trong mình những nỗi khổ riêng, và chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng có thể tạo nên sự khác biệt lớn lao. Nhờ đó, tâm hồn họ trở nên phong phú hơn, và họ ngày càng hiểu rõ hơn giá trị của sự bình yên mà lòng nhân hậu mang lại. Thời gian trôi đi, họ nhận ra rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chính những khó khăn lại là cơ hội để họ trưởng thành hơn. Qua từng thử thách, họ xây dựng được một nền tảng vững chắc cho tâm hồn mình, nơi mà sự bình yên luôn hiện hữu. Và câu hỏi đó, liệu lòng nhân hậu có phải là chìa khóa giúp ta vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống, vẫn luôn vang vọng trong tâm trí họ, như một lời nhắc nhở về giá trị của sự nhân ái và sự mạnh mẽ bên trong mỗi con người. Bằng cách nuôi dưỡng lòng nhân hậu, họ không chỉ tạo ra một cuộc sống đáng sống cho bản thân, mà còn cho những người xung quanh. Sự bình yên nội tâm này, vì thế không chỉ là đích đến, mà còn là hành trình của mỗi chúng ta trong cuộc sống này. 3. Thu hút năng lượng và cơ hội tích cực. Trong cuộc sống có những hành động nhỏ bé nhưng lại có thể tạo ra những ảnh hưởng lớn lao. Hãy tưởng tượng một ngày đẹp trời khi bạn giúp đỡ một người bạn cũ, người mà bạn đã không gặp trong nhiều năm. Bạn có thể chỉ đơn giản là lắng nghe những khó khăn mà họ đang gặp phải hay hỗ trợ họ trong một công việc cụ thể. Hành động đó dù giản dị nhưng lại chứa đựng một ý nghĩa sâu sắc. Những việc làm tốt như vậy không chỉ được người khác ghi nhận và đánh giá cao, mà còn mang lại cho bạn những cơ hội và may mắn bất ngờ. Bạn có bao giờ tự hỏi, những hành động tử tế của mình có thể tạo ra sự khác biệt gì trong cuộc sống của người khác và chính bản thân mình? Câu hỏi này khiến chúng ta nhìn nhận lại giá trị của những việc mình làm. Khi bạn giúp đỡ người khác, bạn không chỉ thắp sáng một ngày của họ, mà còn tạo ra một chuỗi phản ứng tích cực. Những ai nhận được sự giúp đỡ sẽ cảm thấy ấm lòng và có thể sẽ lan tỏa lòng tốt đến với những người khác. Chính vì thế, những việc làm tốt không chỉ mang lại lợi ích cho người nhận mà còn cho cả người cho. Có thể nói, sự tử tế không chỉ là một hành động bề ngoài mà còn là một hành trình nội tâm. Đằng sau mỗi hành động tử tế có một câu chuyện riêng, một ký ức mà bạn đã trải qua. Có thể đó là lần bạn được ai đó giúp đỡ trong lúc khó khăn. Và giờ đây, bạn muốn trả ơn lại bằng cách giúp đỡ người khác. Từ những trải nghiệm như vậy, chúng ta nhận ra rằng hạnh phúc và sự hài lòng thật sự không đến từ những điều lớn lao hay hào nhoáng, mà đến từ những hành động nhỏ bé, những khoảnh khắc tử tế trong cuộc sống hàng ngày. Một ngày nọ, có một người phụ nữ lớn tuổi sống đơn độc trong một khu phố nhỏ. Hàng ngày, bà luôn dành thời gian để tưới cây trước nhà và chào hỏi mọi người khi họ đi qua. Một buổi sáng, một cậu bé trong khu phố nhận thấy bà đang gặp khó khăn trong việc mang những túi đồ nặng. Cậu bé quyết định dừng lại, giúp bà mang đồ vào nhà và cùng bà trò chuyện. Hành động nhỏ bé của cậu đã mang lại nụ cười và niềm vui cho bà, đồng thời cũng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc hơn khi làm được điều tốt. Những việc làm tốt như vậy sẽ không bao giờ là vô nghĩa. Chúng có thể mở ra những cơ hội mới, tạo nên mối liên kết bền chặt giữa con người với nhau, và thậm chí có thể thay đổi cuộc sống của một ai đó theo cách mà bạn không thể tưởng tượng được. Sự hài lòng và hạnh phúc từ những hành động tử tế sẽ như một ánh sáng dẫn đường trong những lúc tăm tối, giúp bạn vững bước hơn trên con đường của mình. Vậy thì, liệu bạn có thể trở thành một nguồn cảm hứng cho những người xung quanh bằng những hành động tử tế của chính mình?
Câu hỏi này không chỉ là lời nhắc nhở cho bản thân, mà còn là một lời kêu gọi đến với mọi người. Chỉ cần chúng ta dám hành động, dám mở lòng, thì thế giới này sẽ trở nên tươi đẹp hơn, không chỉ cho chính chúng ta, mà còn cho cả những người xung quanh. Cổ nhân dạy, dù thân như anh em ruột, cũng tuyệt đối cấm tiết lộ 6 điều này, kẻo rước đại họa. Quý vị thân mến, đôi khi chúng ta đạt được một thành công nào đó, muốn chia sẻ tự hào bản thân là điều dễ hiểu. Hay khi chúng ta có chuyện buồn, muốn tâm sự với người khác để giải tỏa, cũng là việc thường tình. Thế nhưng, những việc tưởng chừng đơn giản này, đôi khi lại đem lại rắc rối cho bạn, thậm chí hậu họa về sau là rất lớn. Cổ nhân từng dạy, có 6 điều tuyệt đối không được nói ra, bởi nó sẽ chắc chắn làm cuộc sống của bạn đảo lộn, rước họa triền miên. Vậy đó là 6 điều gì mà nguy hiểm đến vậy? Hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé! Thứ nhất, không tiết lộ chuyện riêng tư của gia đình người khác. Mỗi gia đình đều có câu chuyện riêng của mình. Chẳng khác nào mỗi cây đều có loài hoa đặc biệt. Có những niềm vui, hạnh phúc, nhưng cũng không thiếu những nỗi buồn và khổ đau ẩn giấu mà người ngoài chẳng thể nào hiểu thấu. Khi nhìn vào cuộc sống của người khác, ta có thể thấy họ dường như hạnh phúc. Nhưng làm sao chúng ta biết được đằng sau nụ cười ấy có bao nhiêu câu chuyện chưa kể? Dù cuộc sống có vẻ tốt đẹp hay không, chuyện riêng tư của mỗi gia đình luôn là vấn đề nhạy cảm và chúng ta không nên đem ra bàn tán. Mỗi gia đình đều có những bí mật riêng cần được người khác tôn trọng. Dù bạn có thân thiết với bạn bè đến đâu hay đó là người nhà của bạn, cũng không nên đưa chuyện gia đình của người khác ra làm đề tài trò chuyện. Đây không chỉ là phép lịch sự tối thiểu, mà còn là thước đo sự tín nhiệm giữa con người với nhau. Bạn bè càng thân thiết, ranh giới càng phải rõ ràng. Đó chính là chìa khóa để giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài. Vì vậy, hãy học cách kiềm chế lời nói, tôn trọng người khác. Bởi chỉ khi ta biết giữ mồm giữ miệng, ta mới nhận lại được sự tôn trọng từ họ. Đừng chia sẻ quá nhiều điều riêng tư với bạn bè, vì điều đó không chỉ khiến họ không thoải mái, mà còn có thể khiến bạn trở thành người ba hoa, nhiều chuyện. Thậm chí, nếu không cẩn trọng, những lời chia sẻ ấy có thể trở thành mầm mống của tai họa về sau. Thứ hai, không kể về những chuyện không tốt trong chính gia đình của mình. Ngày xưa, ông bà ta có câu, đừng vạch áo cho người xem lưng. Nhưng nhiều người trong chúng ta lại dễ dàng quên mất bài học quý báu này. Có những lúc gia đình gặp phải mâu thuẫn, những bất đồng khiến ta bực bội, và chúng ta thường tìm đến người ngoài để trút bầu tâm sự, nghĩ rằng điều đó sẽ giúp mình nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, việc này không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt. Bạn có biết vì sao không? Nếu có, hãy bình luận số 1. Nếu không biết lý do, hãy bình luận số 2. Thực tế, bởi chuyện xấu trong nhà, khi đã được nói ra ngoài, thường lan truyền nhanh chóng như gió. Hôm nay, bạn kể câu chuyện của mình cho một người bạn thân thiết. Nhưng ai biết được, ngày mai câu chuyện ấy đã bị thêu dệt và truyền đi khắp nơi. Đáng buồn hơn, những chuyện không vui ấy có thể trở thành đề tài bàn tán, phán xét của người ngoài, khiến danh dự của gia đình bạn bị ảnh hưởng. Đem chuyện nhà mình kể cho người khác không chỉ làm giảm giá trị bản thân trong mắt họ, mà còn có thể gây ra những tổn thương không đáng có giữa các thành viên trong gia đình. Nếu chẳng may, câu chuyện đó đến tai ai đó trong nhà, họ sẽ cảm thấy bị phản bội, và lòng tin giữa các thành viên có thể bị lung lay. Ai trong chúng ta cũng đều có lúc mắc sai lầm. Đừng để những mâu thuẫn nhỏ nhặt trở thành nguyên nhân làm tổn thương thanh danh của cả gia đình. Cho dù bạn không có ác ý trong những lời kể đó, chúng ta cũng không thể kiểm soát cách người khác hiểu và truyền tải câu chuyện.
hậu quả cuối cùng có thể là những rắc rối không đáng có, phá vỡ sự bình yên mà gia đình ta đã cố gắng gìn giữ. Thứ ba, đừng khoe khoang về thành tích cá nhân. Khi chúng ta đạt được thành công, cảm giác hạnh phúc và tự hào là điều tự nhiên. Tuy nhiên, việc khoe khoang quá mức về thành tích cá nhân có thể gây ra những hậu quả không mong muốn. Thay vì khiến người khác khâm phục, hành động này dễ dàng tạo ra sự ganh ghét và phản cảm. Người ta thường không thích những ai tự đề cao mình quá đà và xem mình là hơn người. Thành công thực sự không cần phải phô trương. Người khôn ngoan hiểu rằng sự khiêm nhường chính là chìa khóa để duy trì những mối quan hệ tốt đẹp và bền vững. Khi bạn để thành công của mình tự tỏa sáng, người khác sẽ tự cảm nhận được giá trị thật sự và ngưỡng mộ bạn nhiều hơn. Ngược lại, việc khoe khoang không chỉ làm mất đi sự chân thành mà còn khiến bạn trở nên xa cách với mọi người xung quanh. Trong cuộc sống, ai cũng có những thành tựu riêng và chia sẻ niềm vui là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng hãy biết điểm dừng, hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định phô trương. Hãy để thành công của bạn tự nhiên tỏa sáng, không cần phải gắng gượng chứng tỏ. Việc khoe khoang quá mức có thể khiến bạn trở nên thiếu chuyên nghiệp trong mắt đồng nghiệp và đối tác. Họ có thể nghĩ rằng bạn chưa đủ trưởng thành và không biết cách giữ gìn mối quan hệ công việc. Vì vậy, hãy luôn giữ cho mình thái độ khiêm nhường, biết lắng nghe và chia sẻ đúng mực. Đó chính là cách để xây dựng một hình ảnh đẹp và đáng tin cậy trong mắt mọi người. Khi thành công của bạn tự nói lên tất cả, bạn sẽ nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ từ người khác, và những mối quan hệ tốt đẹp sẽ luôn bền vững. Thứ tư, đừng nói về những dự định chưa chắc chắn. Khi chúng ta ấp ủ những dự định lớn lao, niềm phấn khích trong lòng thường thôi thúc ta muốn chia sẻ với những người xung quanh, mong đợi sự ủng hộ và động viên từ bạn bè, người thân. Đó là điều rất tự nhiên. Thế nhưng, nói ra những kế hoạch chưa chắc chắn có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu chẳng may dự định không thành, nỗi thất vọng không chỉ đè nặng lên chính mình, mà còn có thể phải chịu đựng sự chê cười từ người khác. Chúng ta không thể đoán trước được phản ứng của người nghe. Có những người không thể hiểu được hết tâm huyết và công sức bạn đã bỏ ra. Từ đó họ dễ dàng xem nhẹ, hoặc thậm chí cười nhạo khi bạn gặp thất bại. Điều này không chỉ làm tổn thương tinh thần của bạn, mà còn khiến niềm tin và động lực của bạn dần vơi đi. Bạn có thấy đúng không? Nếu có, hãy bình luận số 9 nha. Thêm vào đó, có những kẻ xấu có thể lợi dụng thông tin về kế hoạch của bạn để trục lợi cho bản thân. Trong xã hội đầy cạnh tranh ngày nay, việc tiết lộ quá sớm những ý tưởng có thể khiến bạn mất đi lợi thế. Những người có ý đồ xấu có thể sao chép hoặc phá hoại kế hoạch của bạn ngay khi nó còn chưa kịp thành hình. Vì vậy, hãy giữ bí mật về những dự định của mình cho đến khi chúng thực sự trở thành hiện thực. Việc giữ kín không chỉ giúp bảo vệ ý tưởng của bạn, mà còn tạo ra sự bất ngờ và ấn tượng mạnh mẽ khi bạn đạt được thành công. Khi mọi thứ đã rõ ràng, việc chia sẻ thành quả sẽ mang lại niềm vui, niềm tự hào, và đặc biệt là sự ngưỡng mộ từ người khác. Sự thận trọng trong lời nói cũng giúp bạn tránh được những áp lực không cần thiết. Khi không đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc phải chứng minh điều gì đó với người khác, bạn sẽ có đủ không gian và thời gian để tập trung thực hiện kế hoạch một cách tốt nhất. Hãy để hành động và kết quả của bạn tự lên tiếng, thay vì vội vàng phô trương những điều chưa chắc chắn. Việc kiên nhẫn và chỉ chia sẻ những gì thật sự cần thiết khi đã đạt được kết quả sẽ giúp bạn duy trì sự tự tin, bảo vệ niềm tin vào chính mình và tạo dựng một hình ảnh đáng tin cậy trong mắt mọi người. Thứ năm, đừng phê phán thẳng thắn người khác. Trong những mối quan hệ hàng ngày, việc phê phán thẳng thắn người khác có thể gây ra những vết thương lòng và làm mất đi sự gắn kết giữa mọi người. Chẳng ai muốn bị chỉ trích, đặc biệt là khi điều đó xảy ra trước mặt người khác. Dù bạn có ý tốt đến đâu, những lời phê phán thẳng thắn
vẫn khiến người nghe cảm thấy bị tổn thương, thậm chí có thể dẫn đến những xung đột không đáng có. Cuộc sống thường đặt chúng ta vào những tình huống khó xử, nơi mà người khác có thể mắc phải những sai lầm hoặc hành động thiếu suy nghĩ. Phản ứng tự nhiên của nhiều người là lập tức chỉ trích và phê phán. Tuy nhiên, điều này thường không mang lại kết quả như mong đợi, mà ngược lại, còn có thể gây ra những hậu quả tiêu cực, khiến mối quan hệ giữa bạn và người kia trở nên căng thẳng. Thay vì phê phán, hãy thử chọn cách góp ý một cách nhẹ nhàng và tế nhị. Cách này không chỉ giúp bạn duy trì được mối quan hệ tốt đẹp, mà còn làm cho người khác dễ dàng chấp nhận và sửa chữa sai lầm. Khi bạn góp ý bằng sự khéo léo và tôn trọng, người nghe sẽ cảm nhận được sự quan tâm và thiện ý của bạn. Từ đó họ sẽ dễ dàng tiếp thu và điều chỉnh hành vi của mình hơn. Một trong những cách góp ý hiệu quả là sử dụng phương pháp khen trước, chìa sau. Trước tiên, hãy tìm ra những điểm tốt đẹp ở người đó và khen ngợi một cách chân thành. Sau đó nhẹ nhàng đưa ra những góp ý mang tính xây dựng. Phương pháp này không chỉ giúp người nghe cảm thấy được tôn trọng, mà còn giúp họ dễ dàng chấp nhận và thay đổi theo hướng tích cực. Bạn có thấy đúng không? Nếu có, hãy bình luận số 2 nhé! Lời nói có sức mạnh vô cùng lớn. Hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan để tạo nên sự hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau. Một lời nói đúng lúc, đúng cách có thể giải quyết được nhiều vấn đề và xây dựng nên những mối quan hệ bền vững. Ngược lại, một lời chỉ trích thẳng thắn và thiếu tế nhị có thể gây ra sự tổn thương sâu sắc và dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có. Hãy luôn nhớ rằng, mục tiêu của việc góp ý là giúp người khác hoàn thiện và phát triển, chứ không phải để chỉ trích hay làm tổn thương họ. Sự khôn ngoan trong cách sử dụng lời nói sẽ giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ đáng quý, được mọi người tôn trọng và yêu thương. Trong mọi tình huống, hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu và cảm thông, từ đó tìm ra cách giao tiếp hiệu quả nhất. Việc phê phán thẳng thắn không chỉ gây ra sự tổn thương, mà còn có thể tạo nên những mâu thuẫn không đáng có. Hãy học cách góp ý nhẹ nhàng, tế nhị và sử dụng lời nói một cách khéo léo. Chỉ khi đó, bạn mới có thể duy trì được những mối quan hệ tốt đẹp và bền vững trong cuộc sống. Thứ 6, đừng tùy tiện kể về những việc do nhờ cậy người khác mà thành. Trong xã hội ngày nay, không thể phủ nhận tầm quan trọng của những mối quan hệ, đặc biệt là trong công việc và kinh doanh. Việc sở hữu một mạng lưới quan hệ vững chắc có thể trở thành điểm tựa đáng quý khi ta gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ. Thế nhưng, dựa dẫm hoàn toàn vào các mối quan hệ để đạt được thành công không phải là con đường bền vững. Lạm dụng sự giúp đỡ của người khác có thể dẫn đến những bất lợi lâu dài. Dù việc thăng tiến và thành công nhờ vào các mối quan hệ có thể mang lại kết quả nhanh chóng, nhưng thành công kiểu này thường không thể duy trì lâu dài. Khi chỉ dựa vào người khác, ta dễ bị ỷ lại và thiếu động lực để tự hoàn thiện bản thân. Đáng lo hơn, những thành quả đạt được nhờ vào các mối quan hệ có thể làm dấy lên sự ganh ghét, đố kỵ từ người khác, làm mất đi sự tín nhiệm và tôn trọng mà ta từng có. Dù mối quan hệ có thân thiết đến đâu, thành công đạt được từ sự giúp đỡ của người khác chỉ là may mắn tạm thời. Nếu ta không cẩn trọng, khoe khoang về điều đó có thể khiến người khác nghĩ rằng ta chỉ biết lợi dụng, lười biếng và họ cũng sẽ nghi ngờ năng lực thực sự của ta. Cuộc sống là một bức tranh muôn màu và trong đó lòng người cũng đầy biến đổi. Dù thân thiết đến mấy, ta cũng không thể biết chắc người khác nghĩ gì về mình. Câu chuyện mà ta nghĩ là quan trọng và muốn chia sẻ có thể chỉ là điều nhỏ nhặt đối với người khác. Vì thế hãy biết cách tôn trọng người khác, giữ lại những bí mật cho riêng mình. Một người biết giữ gìn bí mật sẽ được người khác trọng dụng và giành được sự tín nhiệm. Trong cuộc sống, nếu ta không muốn chia sẻ bí mật của mình thì cũng nên tôn trọng bí mật của người khác. Có những người, khi được người khác đối đãi chân thành, lại dễ dàng buông lời kể hết những bí mật sâu kín của mình. Và cũng có những người, tâm tính không vững vàng, khi được người khác niềm nở mời mọc, thì bao nhiêu nỗi niềm trong lòng đều không giữ nổi, cứ muốn chia sẻ cho bằng hết,
Đặc biệt là sau khi đã ăn uống no say, người ta thường buộc miệng nói ra: chúng ta là bạn bè lâu năm, hôm nay không cần giữ gì nữa, mọi điều đều có thể nói cho nhau nghe, nhưng nhớ đừng nói với ai khác. Thế nhưng, như có câu ngạn ngữ, bí mật một khi đã nói ra, thì qua cánh cửa kia, cả thế giới sẽ biết. Vì vậy, một khi bí mật đã bị lộ ra, nó có sức lan tỏa mạnh mẽ và hậu quả khó lường. Người không thể giữ kín được bí mật sẽ chỉ khiến những người từng tin tưởng mình cảm thấy thất vọng hơn mà thôi. Bạn thấy đúng không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 3 nhé. Chúng ta, trước những điều tâm sự hay bí mật của người khác, cần phải biết giữ lời, giữ tâm. Đây là bài học mà bậc thầy mưu lược Quỷ Cốc Tử đã từng nhắc nhở. Người thông minh nếu lĩnh hội sớm sẽ dễ dàng tránh được nhiều tai họa. Kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe về 5 năng lực của người thông minh mà họ không bao giờ muốn tiết lộ cho ai. Người khôn ngoan luôn biết cách giữ mình, không quá phô trương, cũng không dùng sự thông thái của mình để tìm kiếm những danh vọng phù phiếm. Qua lời nói và hành động của mỗi người, chúng ta có thể nhận ra được phần nào tâm ý và bản chất của họ. Chỉ cần lắng nghe kỹ, ta có thể cảm nhận được liệu đối phương có thông minh hay không. Những người thông minh xung quanh bạn đều sở hữu 5 năng lực này, do đó mà họ trở nên khéo léo, đón nhận được nhiều điều tốt đẹp. 1. Không làm người khác cảm thấy khó chịu ở nơi công cộng. Trong cuộc sống, người mạnh mẽ thực sự là người có thể nhìn mọi thứ với cái nhìn thấu hiểu và rộng lượng. Câu nói, người mạnh mẽ thực sự nhìn ai cũng thấy thuận mắt, nhấn mạnh một chân lý sâu sắc. Sự bình thản, nhân hậu đến từ bên trong chính con người đó. Khi gặp phải một người khiến bạn cảm thấy khó chịu, điều quan trọng nhất là bạn đừng để cơn bực tức của mình chiếm lĩnh, dẫn đến những hành động thiếu suy nghĩ, nhất là trong chốn công cộng. Một câu nói buột miệng, dù có vẻ vô tình, nhưng có thể làm tổn thương người khác, khiến họ mất mặt và thậm chí gây ra những hệ lụy khó lường. Thường thì, khi chúng ta cảm thấy bất bình với một người nào đó, nguyên nhân chính là bởi ta chưa hiểu hết hoàn cảnh, cuộc sống hay nỗi lòng mà họ đang phải đối diện. Có những nỗi đau, những áp lực mà người khác gánh chịu, ta không thể nào nhìn thấy hoặc cảm nhận chỉ qua vẻ bề ngoài. Vậy liệu ta có quyền gì để tùy tiện phán xét họ? Khi chưa thể hiểu thấu được trái tim, tâm hồn của một người, mọi lời phê phán sẽ chỉ là bề nổi, dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Trong mối quan hệ giao tiếp, nếu bạn nhận thấy ai đó có hành vi hoặc lời nói không đúng mực, bạn cần cân nhắc cách bạn phản ứng. Thay vì chỉ trích họ trước mặt người khác, điều này không chỉ làm cho họ cảm thấy bẽ mặt mà còn tạo ra sự căng thẳng, thù địch không cần thiết. Thay vào đó, hãy chọn một không gian riêng tư, nơi mà họ không còn trong thế phòng bị, và dùng những lời nói nhẹ nhàng, chân thành để góp ý. Sự tôn trọng và tinh tế trong cách tiếp cận này sẽ khiến họ dễ dàng chấp nhận, sẵn sàng nhìn nhận sai sót của mình. Sự mạnh mẽ thật sự không chỉ nằm ở việc giữ được bình tĩnh trước những điều không như ý, mà còn ở khả năng đồng cảm, biết suy nghĩ cho người khác. Khi bạn chọn cách đối xử với mọi người bằng lòng từ bi và trí tuệ, bạn không chỉ xây dựng được những mối quan hệ bền vững, mà còn làm phong phú thêm chính tâm hồn mình. Đôi khi, chỉ cần một chút thấu hiểu, một chút nhẫn nhịn, bạn đã có thể biến những tình huống khó khăn thành cơ hội để kết nối và học hỏi. Cuộc sống vốn dĩ đã đủ những thử thách. Hãy chọn cho mình cách sống mà mỗi ngày trôi qua đều mang lại sự an yên trong tâm hồn, thay vì tạo thêm những phiền toái không đáng có. 2. Đừng chỉ khen chung chung, hãy tìm những điểm đặc biệt của một người để tán dương. Trong giao tiếp hàng ngày, những lời khen ngợi sáo rỗng như bạn xinh thật đấy, bạn tốt bụng quá, hay bạn giỏi quá, thường được sử dụng như một cách để bày tỏ sự tôn trọng hoặc thiện cảm. Tuy nhiên, những câu nói này thường thiếu đi chiều sâu và sự chân thành cần thiết để thực sự tạo ấn tượng. Nếu cứ mãi dùng những lời khen chung chung như vậy, ta có thể vô tình làm cho lời nói của mình trở nên nhạt nhòa,
vô hồn và thậm chí là không đáng tin cậy. Ngược lại, khi ta biết cách khen ngợi một cách tinh tế, tập trung vào những chi tiết đặc biệt của người đối diện, ta không chỉ thể hiện sự quan tâm chân thành mà còn xây dựng mối quan hệ bền vững dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Bạn thấy đúng không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 6 nhé. Hãy thử tưởng tượng, bạn đang trong cuộc trò chuyện với một đồng nghiệp. Thay vì chỉ nói rằng bạn làm tốt lắm, sau khi họ hoàn thành một dự án, bạn có thể nhìn nhận sâu hơn và nói rằng: bài trình bày của bạn thật sự rất ấn tượng, mình rất thích cách bạn sắp xếp nội dung. Mọi thứ đều rõ ràng, dễ hiểu và thuyết phục. Chắc hẳn bạn đã dành nhiều thời gian và công sức để hoàn thiện bản đề xuất này. Mình có thể nhờ bạn tư vấn cho lần tới khi cần làm bản đề xuất nào đó không? Những lời khen chi tiết như thế không chỉ cho thấy bạn đã chú ý và đánh giá cao công việc của họ, mà còn làm cho đồng nghiệp cảm thấy thực sự được ghi nhận và tôn trọng. Lời khen khi được phát ngôn đúng cách không chỉ là một phương tiện để bày tỏ sự ngưỡng mộ, mà còn là cầu nối để xây dựng mối quan hệ. Khi bạn khen ngợi ai đó bằng những câu nói mang tính cá nhân, có chiều sâu và sự tinh tế, bạn đang tạo ra một không gian giao tiếp chân thành. Người nhận không chỉ cảm thấy được tôn trọng, mà còn có thể hình thành cảm giác gắn kết và thiện cảm với bạn. Đây chính là bí quyết để xây dựng những mối quan hệ xã hội vững chắc và đáng giá. Lời khen không đơn thuần là những từ ngữ xã giao, mà đó là một nghệ thuật trong giao tiếp. Nghệ thuật này đòi hỏi chúng ta phải tinh tế, biết lắng nghe và thực sự quan tâm đến những người xung quanh. Đó không phải là những câu nói hoa mỹ nhưng trống rỗng, mà là sự chân thành được thể hiện qua những chi tiết nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Khi bạn dành thời gian để chú ý đến những nỗ lực, những đặc điểm riêng biệt của người khác và khen ngợi họ dựa trên điều đó, bạn không chỉ tặng cho họ niềm vui mà còn khơi dậy những cảm xúc tích cực, làm cho mối quan hệ trở nên sâu sắc và bền chặt hơn. Hãy nhớ rằng, lời nói có sức mạnh rất lớn. Một lời khen chân thành, xuất phát từ trái tim, có thể tạo ra những tác động tích cực lâu dài, giúp chúng ta xây dựng niềm tin và tạo dựng những mối quan hệ chân thành, bền vững. Vì thế, hãy khen ngợi một cách thông minh, để mỗi lời nói của bạn trở thành một món quà quý giá mà người khác sẽ luôn trân trọng. 3. Đừng bàn chuyện công việc trong lúc người khác đang nghỉ ngơi. Trong cuộc sống hiện đại, nơi mà thời gian dường như trở nên quý báu hơn bao giờ hết, mỗi khoảnh khắc thư giãn sau giờ làm việc trở thành một phần không thể thiếu để duy trì sự cân bằng tâm lý và tinh thần. Đối với nhiều người, khi giờ làm việc kết thúc, tâm trí không còn bị ràng buộc bởi những vấn đề công việc. Đó là lúc để họ thả lỏng, tìm lại sự bình yên và hồi phục năng lượng cho những thử thách tiếp theo. Việc tiếp tục nghĩ về công việc, ngay cả khi đã rời khỏi văn phòng, không chỉ là một gánh nặng tâm lý, mà còn làm giảm chất lượng của thời gian nghỉ ngơi quý giá. Đó là lúc mà những lo toan, áp lực và trách nhiệm cần phải được gác lại để không làm vẩn đục dòng chảy của sự thư thái. Khi đã về nhà hoặc nghỉ ngơi, mỗi người đều có quyền tận hưởng không gian riêng của mình mà không bị xâm phạm bởi những vấn đề công việc chưa được giải quyết. Tuy nhiên, trong cuộc sống, đôi khi có những tình huống không thể tránh khỏi, như những vấn đề khẩn cấp hoặc những tình huống cần sự can thiệp ngay lập tức. Nhưng nếu không có những vấn đề thực sự cần thiết, việc làm phiền người khác khi họ đang tận hưởng thời gian rảnh rỗi có thể gây ra sự căng thẳng và khó chịu không đáng có. Mỗi khoảnh khắc rảnh rỗi là một cơ hội để tái tạo năng lượng, để chiêm nghiệm, để tận hưởng những điều nhỏ bé mà cuộc sống mang lại. Việc làm gián đoạn thời gian quý báu này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghỉ ngơi và làm giảm khả năng phục hồi của cá nhân, từ đó ảnh hưởng đến năng suất và tâm trạng trong những lúc cần tập trung vào công việc. Bạn đã từng bị ai đó làm phiền khi bạn đang nghỉ ngơi chưa? Nếu đã từng, hãy bình luận số 6 dưới video nhé! Thật ra, tâm lý con người rất nhạy cảm. Việc được phép tận hưởng thời gian rảnh rỗi mà không bị quấy rầy không chỉ là quyền lợi mà còn là nhu cầu cơ bản để duy trì sự hài hòa trong cuộc sống. Chúng ta nên nhận thức rõ ràng rằng việc tôn trọng thời gian riêng của người khác không chỉ thể hiện sự lịch thiệp mà còn là một phần của sự quan tâm,
và tình cảm chân thành đối với họ. Điều này giúp xây dựng mối quan hệ lành mạnh, nơi mỗi người đều cảm thấy được trân trọng và có không gian để tận hưởng những điều tốt đẹp của cuộc sống. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định làm phiền người khác vào thời điểm mà họ đang tận hưởng sự thanh thản. Sự tôn trọng này không chỉ làm cho môi trường giao tiếp trở nên hòa nhã, mà còn góp phần xây dựng một xã hội mà trong đó mỗi người đều cảm thấy được giá trị và sự yên bình trong những khoảnh khắc quý báu của cuộc sống. 4. Đừng vội vàng phủ nhận khi bị người khác phê bình, chỉ trích. Bạn biết không, những lời phê bình dù có thể làm ta cảm thấy chua xót, thậm chí đau đớn, nhưng chúng chính là những viên thuốc đắng mà thực sự có thể chữa trị những vết thương vô hình trong tâm hồn và bản chất của chúng ta. Những người dám chỉ trích chúng ta thường không phải là những kẻ thù hay người xa lạ, mà thường là những người thân thiết nhất trong cuộc đời chúng ta. Bạn bè, người thân hay cấp trên, họ là những người quan tâm đến chúng ta, những người muốn chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Khi đối mặt với những chỉ trích từ những người này, thay vì vội vàng phản kháng hay cảm thấy tổn thương, hãy dành chút thời gian để xem xét vấn đề một cách bình tĩnh. Bí quyết giao tiếp hiệu quả trong tình huống này không phải là sự phủ nhận hay bảo vệ bản thân một cách cuồng nhiệt, mà là khả năng kiềm nén cơn giận và sự tự ái để nhìn nhận lại vấn đề một cách khách quan. Hãy tự hỏi chính mình, những chỉ trích này có hợp lý không? Tôi có thực sự mắc phải những khuyết điểm mà họ chỉ ra không? Đôi khi, những phản ứng ban đầu của chúng ta là cảm giác xấu hổ hay phẫn nộ. Nhưng nếu biết dừng lại và tự suy ngẫm, chúng ta có thể nhận ra những điểm yếu mà chính mình chưa từng nhận thấy. Điều quan trọng là phải hiểu rõ mục đích của người đang phê bình bạn. Có phải họ chỉ đơn thuần muốn chỉ trích, hay họ thực sự mong muốn bạn phát triển và trở nên tốt hơn? Nếu mục đích của họ là sự quan tâm chân thành, thì những lời phê bình ấy chính là những bài học quý giá mà bạn nên biết ơn. Việc chấp nhận những lời chỉ trích từ người khác không chỉ giúp bạn trưởng thành hơn, mà còn giúp bạn xây dựng mối quan hệ gắn bó và hiểu biết hơn với những người xung quanh. Vì vậy, lần sau, khi bạn phải đối mặt với sự chỉ trích, hãy cho bản thân một khoảng lặng để kiểm soát cảm xúc trước khi đưa ra bất kỳ phản ứng nào. Hãy nghĩ về những lời phê bình đó như là một cơ hội để tự hoàn thiện và trưởng thành. Thay vì cảm thấy tức giận hay thất vọng, hãy mở lòng để tiếp nhận và xem xét xem liệu những lời phê bình đó có thể giúp bạn trở nên tốt hơn không. Đó chính là cách chúng ta biến những viên thuốc đắng thành những bài học quý giá, từ đó phát triển và trưởng thành hơn trong cuộc sống. 5. Đừng vội vã chen ngang. Hãy lắng nghe nghiêm túc khi người khác nói. Trong cuộc sống hàng ngày, nhu cầu thể hiện quan điểm cá nhân của mỗi người thường rất mạnh mẽ. Khi giao tiếp với người khác, chúng ta có thể tỏ ra đang lắng nghe một cách chăm chú, nhưng thực ra trong lòng lại đang nghĩ về điều khác. Điều này xảy ra bởi vì chúng ta thường chỉ mong đối phương kết thúc phần trình bày của họ càng nhanh càng tốt, để chúng ta có thể bày tỏ ý kiến và quan điểm của bản thân. Sự mong mỏi này đôi khi làm chúng ta trở nên nóng lòng, không đủ kiên nhẫn để nghe hết những gì đối phương muốn chia sẻ. Bạn thấy đúng không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 3 nhé. Một số người có thể kìm nén được sự háo hức này, cố gắng tiếp tục lắng nghe đối phương nói. Tuy nhiên, việc cố gắng kiểm soát cảm giác này đôi khi lại phản tác dụng. Họ quá tập trung vào việc kiểm soát sự sao nhãng mà không thể tập trung lắng nghe một cách nghiêm túc và chân thành. Hậu quả là họ không thể hiểu rõ và đầy đủ những gì người khác đang nói, dẫn đến sự thiếu hụt trong giao tiếp và hiểu biết lẫn nhau. Ngược lại, một số người không thể kiềm chế nổi sự háo hức này và thường xuyên chen vào khi đối phương đang trình bày. Họ không thể đợi đến lượt mình mà ngay lập tức cắt lời để đưa ra ý kiến cá nhân. Hành động này không chỉ gây phiền hà cho người khác mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với quan điểm và ý kiến của họ. Khi giao tiếp trở thành một cuộc đua về việc ai có thể nói nhiều hơn, thì sự hiểu biết và kết nối thực sự giữa các cá nhân bị giảm thiểu. Như câu nói nổi tiếng, con người mất 3 năm để học nói, nhưng mất cả đời để học im lặng. Sự thật này phản ánh một bài học quan trọng trong giao tiếp. Đa phần chúng ta nói quá nhiều mà lắng nghe quá ít.
Việc lắng nghe một cách nghiêm túc không chỉ là một biểu hiện của sự tôn trọng tối thiểu đối với người khác, mà còn là một phần quan trọng trong việc rèn luyện đạo đức cơ bản của con người. Khi chúng ta thực sự lắng nghe, chúng ta không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn thể hiện sự đồng cảm và thấu hiểu, từ đó xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn và giải quyết xung đột một cách hiệu quả hơn. Để giao tiếp hiệu quả và duy trì các mối quan hệ lành mạnh, chúng ta cần học cách lắng nghe nhiều hơn và nói ít hơn. Đây là bí quyết không chỉ giúp chúng ta trở thành người giao tiếp tốt hơn, mà còn giúp chúng ta phát triển bản thân một cách toàn diện và có ý nghĩa. Một bí quyết nữa là người khôn luôn sống chân thật và chân thành, như ánh sáng tỏa ra từ những viên đá quý thuần khiết, phản chiếu sự vững bền của bản chất con người. Trong cuộc sống hiện đại đầy ắp những sắc thái phức tạp và mặt nạ, việc duy trì sự chân thật là một hành trình đầy thách thức, nhưng cũng là một biểu hiện của trí tuệ và lòng dũng cảm. Chân thật không chỉ đơn thuần là nói ra sự thật, mà là cách ta sống với chính mình và với người khác, không giả dối, không che đậy và không thỏa hiệp với giá trị bản thân. Chân thành là một phẩm chất vô giá. Nó không chỉ xây dựng niềm tin mà còn là cầu nối gắn kết giữa con người với nhau. Một người sống chân thành không chỉ thể hiện qua những lời nói rõ ràng, mà còn qua hành động nhất quán và cách họ đối xử với người khác. Khi chúng ta chân thành, chúng ta tạo ra một không gian an toàn để người khác cảm nhận được sự tôn trọng và tình cảm thực sự. Trong mỗi mối quan hệ, dù là bạn bè, đồng nghiệp hay người thân, sự chân thành là nền tảng cho sự hiểu biết và đồng cảm, là chất xúc tác cho sự kết nối sâu sắc và bền vững. Đến đây, thời lượng chương trình đã hết. Xin cảm ơn bạn đã lắng nghe video này. Nếu thấy video này ý nghĩa, hãy bình luận số 9 và chia sẻ video này đến những người thân yêu nhé. Chúc bạn luôn bình an và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau.